Hello, xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh Đầu bếp Chứng khoán lại tiếp tục là mình đây. Thì hôm nay mình tiếp tục là review lại thị trường và cũng như là có những cái nhận định và cũng như là các nhóm ngành và mình cũng sẽ cảnh báo luôn các anh chị và bạn một số cổ phiếu mà nó có nguy cơ bị điều chỉnh đó. Thì như vậy thì những cái cổ phiếu đó nó sẽ không còn điểm mua và nó sẽ có điểm bán nhiều hơn. Thì cho nên là mình nghĩ là các bạn và anh chị xem hết cái video này thì mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Ok. Rồi, ở đây thì chúng ta hãy làm về tổng hợp về thị trường thì trước tiên thì các bạn quan chị cho mình một cái like một cái xe và cũng như thả mình một cái tim dưới phần bình luận cảm ơn các bạn quan chị rất nhiều rồi ngày hôm nay thì thị trường chúng ta lại có một cái mém nữa là xanh xanh vỏ đỏ lòng nữa rồi các chị bạn Đó. nhưng mà thị trường hôm nay kết phiên được là tăng được 2,13 điểm tương đương là 0,19 phần trăm và cái thanh khoản thì đạt thanh khoản đạt gần 14.000 à 14.000 tỷ thì như vậy nó chỉ đâu đó khoảng là 13.978 tỷ và có 248 mã tăng với 4 mã tăng trần và 222 mã giảm một mã giảm sàn và 106 mã đứng giá rồi thì như vậy thì Vina 10 có một cái tư đối tích cực đó là một cái điểm số và cái thanh khoản đoạn này các bạn thấy thanh khoản của Vina 10 gần sắp xỉ với lại bằng 1 phần 2 so với index ha thì đâu đó là 3,87 điểm tương đương với 0,35% và thanh khoản đạt 6.361 tỷ và 14 mã tăng 8 mã đứng giá và 8 mã giảm rồi ha chúng ta cùng sẽ đi vào thị trường một tí rồi các bạn thấy thị trường ngày hôm nay thanh khoản sụt giảm rồi tự doanh thì mình chưa cập nhật được đây ở à đây chưa ở fair này hơi chậm có như vậy nó giờ này nó vẫn chưa cập nhật rồi thì về tự doanh thì chưa cập nhật luôn nay ngày 12 rồi rồi chúng ta bỏ qua tự doanh một tí vì ở đây chúng ta hãy là về nước ngoài còn tiếp tục là bán khoảng tầm 308 tỷ gần 309 tỷ thì tập trung vào các quỹ Diamond, Masan, Vinamilk, KBC, Vietcombank và Vbank đó là chiều bán rồng thì uh, những cái cổ phiếu mà tích cực ngày hôm nay thấy là có BID uh, phát và uh, FPT công thương viết Techcombank mà BB uh, Vbank còn chiều ngược lại thấy là có tiêu cực một tí đó là Masan, san BCM SAB BDR là B Bank DGC và ta rồi ha rồi hôm nay chúng ta cùng nhìn vào các uh, nhóm ngành mà cũng tích cực thì đây là nhóm ngành tích cực thì có về tiếp tục là về nhóm thép đó, giao dịch nhiều và cũng tích cực rồi giao dịch nhiều thì cũng có là bất động sản ngân hàng chứng khoán và thực phẩm thì trong những cái nhóm ngành mà điều chỉnh thì mình thấy là nhóm ngành thực phẩm là nhóm hàng về cảng biển nè ở dịch vụ và công nghiệp đó thì thấy là nhóm chứng khoán thì cũng có một cái điều chỉnh nhẹ rồi, thì như vậy thì bất động sản thì tích cực thì chúng ta hãy là các cổ phiếu về họ VinGroup. Mình thấy là họ VinGroup hôm nay thì cũng uh, tăng tích cực một tí, Đó, tăng tích cực một tí ha. Dù là trong phiên có rung lắc lắm các bạn, à, mình tưởng là xanh vỏ đỏ lòng rồi, như mình nói. OK, thì như vậy thì thị trường chúng ta lại tiếp tục uh, một cái đoạn lịch sinh một, ha sau một cái phiên tăng mạnh thì uh, ngày 4 tây tháng 12. Cho tới bây giờ thì chúng ta là đã 1, 2, 3, 4, 5, 6 phiên giao dịch Đúng không? 6 phiên giao dịch tiếp theo thì nó cũng có những cái sự biến động nhẹ về thị trường Có cái biến động mạnh là cái phiên ngày thêm 7, tây tháng 12 là ngày phiên ra Thứ 5 tuần trước năm tuần trước Rồi à, Thì nhìn chung thì các bạn có chị thấy là thị trường của mình nó cũng đang ở cái vùng Mình nghĩ là cái vùng mà đây cái vùng uh, tích lũy đúng không Đó, tích lũy và mình nghĩ là thứ năm có thể là chạy giống như là mình có những cái nhận định này cho các anh chị và các bạn cũng uh, tương đối vào ngày hôm qua đúng không ngày hôm qua thì nó nằm ở đây các bạn thấy không về một cái hình lớn thì nó như thế này Đó, nó nằm ở đây một cái nến đỏ ở đây ha mình nó là thứ uh, duy trì qua được uh, thì thứ tư Đó, hy vọng có thể lên vùng kháng cự À, thì trước đó thì mình cũng chia sẻ cho mọi người trong cái vùng này à, Các bạn nào mà xem thì cũng có thể là biết được rồi Đó thì có nghĩa là trong cái cây này nè Nó hôm thứ hai hôm ngày 11 tháng 12 Ngày hôm qua nữa đúng không đó, Mình nghĩ là thứ tư có nghĩa là ngày mai rồi đó Ngày mai và hôm nay mình dự đoán là cái khả năng nó vẫn là đi ngang hoặc tích lũy và có nghĩa là nó vẫn đi ngang để duy trì để thứ tư thì cái kỳ vọng là nó sẽ tiếp tục đi lên và hiện tại thì em thấy là đang ở trên những cái vùng này và chúng ta thấy là tiếp tục tích cực thì những cái đường Kijun này nó tiếp tục đi lên đúng không xu hướng nó sẽ bắt đầu đi lên nè à, thì cho nên mình nghĩ là nếu điều chỉnh thì nó cũng sẽ là một trong những đi ngang rồi cái may này rất là to thì mình nghĩ là điều chỉnh cũng không bao nhiêu và nó cũng uh, đỡ nguy hiểm hơn so với ngày hôm nay á và cái điều hướng mình nghĩ là nó sẽ tiếp tục đi lên vùng kháng cự này ha thì chúng ta vẫn là kháng cự này và như vậy thì uh, vì trường mình nghĩ là nếu đi vào kháng cự này chúng ta cần chú ý nha ở đây là cái vùng chú ý để cho các bạn anh chị chốt lời. Và hiện tại thì chúng ta thấy là những cái vùng này nó cũng là một trong những cái vùng mà áp lực nó rất là nhìn rất là hưng phấn nha các anh chị bạn. Đó, cũng tương đối là hưng phấn ha. Nó cũng là không quá hưng phấn nhưng mà nó cũng đi lình lình ở đây ha. cho nên là các bạn chú ý nha. Rồi à, thì mình nghĩ là mình vẫn duy trì cho các bạn anh chị những cái mục tiêu của thị trường chúng ta trong đoạn này, ở à, mình nghĩ là trong đoạn này thì rất là khốc liệt nha. đoạn này nếu mà lên được rồi nó có thể chỉnh giống như cái đoạn này không các bạn? À, các bạn nhớ cái đoạn này không? cái đoạn này nè, đoạn này nè các anh chị bạn, đó, nó lên được như thế này nè, đó, nó chỉnh lại thì rất là khốc liệt nha. thì cho nên là đoạn này mình chỉ sợ như vậy, mình chỉ sợ như vậy nha, mình chỉ sợ nó lên được rồi nó chỉnh lại thì nó hơi uh, ác liệt đó, thì có thể là nó điều chỉnh đâu đó khoảng về lại 1090 thì các bạn các anh chị thấy rồi nó cũng khoảng uh, thì ở đây chúng ta cần xem đã uh, xem đã nó lên được tới đâu trong cái uh, biến thiên này trong cái vùng biến thiên này rồi uh, thì hôm nay chúng ta cùng xem qua những cái nhóm ngành mà tích cực một tí đó là nhóm bất động sản thì bất động sản mình nghĩ là nó vẫn tiếp tục đi lên như thế này thì cái khả năng này những cái cổ phiếu mà tạo đáy ở dưới các bạn thấy là như mình nói có tín hiệu thì như là vít nè đúng không à, uh, Vinhome nè Vinhome nó cũng có tín hiệu nè đó mình nghĩ là tín hiệu đang tích lũy nè và đặc biệt mình nghĩ là Vinhome thì nó có một cái phân kỳ MACD ở đây thì nó tương đối là tin tưởng được trong đoạn này rồi có thể là đang tạo đáy rồi rồi cái khả năng như vậy ha và các cổ phiếu nhà họ Vinh thì mình nghĩ là VRE cũng đang có những cái dấu hiệu cũng đang gọi là thoát khỏi cái 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 kênh giảm rồi cái kênh giảm thì cái khả năng nó vẫn tích lũy và tiếp tục là sẽ đi lên được những cái vùng mà À, mây to đây rồi à, lên được phía trên này nữa hay không mình nghĩ là tới đây rồi nó lại lình xình lình xình rồi lại mới đi lên được đúng không rồi hôm nay thì có đất xanh đất xanh thì chúng ta hãy là châu ba phiên giảm mạnh thì nó cũng có một cái đoạn chững lại trong ngày hôm nay thì mình nghĩ là chuẩn lại thôi Đó, mình nghĩ là ngày hai ngày nữa ngày mai à, ngày mai thứ tư thứ năm thứ năm là ngày giao dịch không hưởng quyền thì mình nghĩ là các bạn các chị nào quan tâm thì có thể là tham gia vào ngày hôm thứ năm Đúng không thứ năm nếu muốn mua thì mình nghĩ là thứ năm chúng ta hãy mua rồi à, chúng ta xem dịch ngắn hạn chúng ta mua để khỏi bị dính quyền đó à, công nạp tiền rồi chúng ta qua những cái dòng bất um, chứng khoán thì mình nghĩ là chứng khoán đợt này nó lình xình thôi chúng ta thấy uh, bây giờ tầm 2 phiên tới thì chúng ta coi như thế nào nha hai phiên tới mà nó không lên được thì mình nghĩ là nó cũng sẽ nguy hiểm đấy nó mà không lên được uh, qua được trên lên đây đó. Mình nếu là nó lên sình sình là các bạn thấy mệt ở dưới đây luôn á Mệt mỏi luôn á Rồi thôi những cái vùng này hơi nhạy cảm Nói chung là đây là được cái vùng nhạy cảm của dòng chứng khoán quá Mình không Và dòng Dòng xây dựng Dòng xây dựng thì mình cũng thấy được là ngày mai đúng không? Ngày mai là cái cơ hội cuối cùng để tăng giá Nếu mà không tăng giá được là các bạn chỉ thấy mệt mỏi luôn đó nha đó, VCG nè Mình coi lại tí nha HV nè Hhv nè, các bạn thấy là ngày mai phải không? Ngày mai đi lên thì nó sẽ xuất hiện ra một cái vùng gọi là cái vùng hút, Đó, cái vùng hút giá, buông cân bằng giá. Đó, nếu ngày mai mà không tăng được thì chúng ta sẽ thấy được vùng hút giá, hút giá trở xuống đây. Xuống đây là khu vực quanh quanh 14, 14.5 của Hhv. Đó, thì dòng xây dựng nó hơi uh, tiêu cực một tí, ci thì nó vẫn đang tích lũy thôi, Mình chưa thấy cái gì cả và hiện tại nó vẫn có một cái hỗ trợ ngắn hạn và cái vùng may ở đây ha tầm uh, 17 tới 16 năm 17 đến 16 năm 16 năm bảy vẫn là hỗ trợ của CG mà tích cực cái là thấy là nó vẫn có một cái vùng hút giá về mặt dài hạn tí dài hạn nó có vùng hút giá cho nên là tại sao mình uh, khuyến nghị cho mọi người tham gia về mặt ngắn hạn ha <laughs> rồi tiếp tục thì chúng ta lướt nhanh thôi các chị bạn tại vì À, ngày hôm nay thì mình cũng không có khuyến nghị mua cái gì, mình chỉ có khuyến nghị bán thôi. Hôm nay mình có khuyến nghị bán về uh, PC1. Đó, PC1 thì hôm nay mình có một cái khuyến nghị bán. Hôm qua mình bán uh, TG uh, đó như nãy mình có chia sẻ mọi người đúng không? nè, mình có chia sẻ mọi người mình có bán. Đó, bán uh, hôm qua mình chia sẻ cho mọi người mình bán bớt một phần 2. Đó, nói chung là lanh quanh ở 12.9, 13 gì cũng được rồi tiếp tục là ngày hôm nay mình cũng chia sẻ cho mọi người bán về BC1, Đó. thì BC1 thì mình nghĩ là đây là cái vùng giá mà chia sẻ cho mọi người bán Với uh, quanh vùng này à, lúc chưa đúng không? À, 28, 28, 28, 28, 4, 8, 5 thì đây là mình nghĩ là cũng vùng cận ở những cái vùng này rồi thì chúng ta có thể bán 1 phần 2 được rồi, đúng không? nó cận ở đây thì chúng ta có thể bán được rồi, nó lên cao lắm là 28, 45 rồi và tiếp tục thì mình nghĩ không, không khuyến nghị mua gì nhưng mà các bạn và các chị có thể chú ý vào những cái cổ phiếu như vừa họ VinGroup mình nghĩ là VinGroup thì nó hơi nặng mong quá Đó. và đặc biệt mình nghĩ là những cái dòng khác thì mình nghĩ là cũng không có thấy cái điểm mua các bạn Đó. về như là à, thép nè mình cũng không có thấy điểm mua ngành thép mình cũng có thấy điểm mua rồi ha dầu khí dầu khí thì cũng không có điểm mua Đó. dầu khí nó cũng không có điểm mua thì điểm mua t cộng thì lúc mà nó chỉnh lần đầu tiên thôi những cái lần phía sau này mình không an toàn thì lần phía sau thì chúng ta xem xét ở đây bvd còn bvs thì các bạn có chị thấy rồi nó hơi mafia tí về đang hà nội mà đúng không rồi ha đó là góc nhìn về thị trường tí hôm nay mình cũng không có view nhiều gì mà tại vì thị trường nó cũng không biến động gì nhiều chúng ta thấy là gần như không thể thay đổi không biến động gì cả nhóm thép rồi nhóm chứng khoán nhóm bán lẻ hóa chất rồi bất động sản dầu khí xây dựng rồi ngân hàng thì ngân hàng thì mình nghĩ là vẫn như vậy thôi cũng không thể thay đổi gì không thay khác gì cả nó không chưa biến thiên gì cả à, và ngày hôm nay thì mình uh, chia sẻ với mọi người hai cổ phiếu mà mọi người cần chú ý đó là cổ phiếu HAG Ờ, buổi sáng livestream mình cũng chia sẻ mọi người đây ha HAG là một cái uh, cổ phiếu để canh bán chứ không phải là canh mua đâu các anh chị bạn mình nghĩ là nó cũng đạt được những cái vùng mục tiêu uh, và cũng điểm tăng nó cũng lên được những cái vùng cận đỉnh ở đâu đó 13 14 này rồi, rồi thì tập tầm 13.5 này là cũng một cái trong những cái điểm để chú ý bán rồi đó, càng tăng như này chúng ta càng bán thôi chứ còn không không có cái gì để mua đó, tại vì chúng ta thấy là ở đây nó có phân kỳ hay không mình nghĩ là chưa xác nhận thôi nhưng mà rất là dễ phân kỳ à, các bạn mua vào thì dễ bị dính lắm dễ bị dính trưởng còn nếu điều chỉnh thì mình nghĩ là ok ở đây chúng ta mua à, mình nghĩ là mua về T cộng thì được mình chỉ sợ là phân kỳ thôi ở à, đây có chưa xác nhận phân kỳ thôi à, ita ita ở đây cũng vậy nè các chị bạn đó à, mình nghĩ là các bạn anh chị chú ý à. ita thì nó cũng à, tương đối giống như vậy Chúng ta ở đây thì đây là cũng một cái điểm mà cần chú ý rồi để canh bán chứ không phải mua tại vì chúng ta thấy là những cái điểm này nó rất dễ điều chỉnh sâu về những cái vùng này đó thì những cái điểm mà mình chia sẻ mọi người canh mua đúng không 5.5 cho tới 5.6 các bạn nào xem livestream mình các bạn cũng biết rồi 5.5 5.6 thì tới đây mình nghĩ là cũng một cái khoản lợi nhuận tương đối mình nói đơn giản thì 5.6 năm ở cái vùng này đi đó các bạn cũng có một cái lợi nhuận tương đối ngay ở đây cũng tầm 30 phần trăm thì mình nghĩ là cũng chốt lời mà ngắn hạn được, không? Về Benny chúng ta có lợi nhuận 30% phần trăm như vậy là quá ổn. Rồi thì như vậy thôi. thì ngày hôm nay chúng ta có hai cổ phiếu như vậy ha. Chốt không có gì nhiều mình. À, còn thị trường có những cái diễn biến gì đặc biệt mình sẽ cập nhật cho mọi người. Rồi ha. Rồi chúng ta cũng sẽ tiếp tục là chờ đợi cho cái phiên tăng giá vào ngày mai. Đó, ngày mai có tăng giá được hay không ừ. nếu mà đúng thì mình nghĩ là nó cũng giống như mình nhận định với các anh chị bạn đúng không đó là thứ tư lại khả năng tăng cao nhất đó, khả năng tăng cao nhất của ngày thứ tư thì lúc đó mình nghĩ là uh, sẽ hấp dẫn cho các bạn và anh chị chốt lời tương đối trong thị trường này và cũng có một cái uh, sắp tới là noel không? chúng ta cũng có một cái uh, lễ noel thật là ấm áp bên gia đình và người thân khi có một khoản lợi nhuận tương đối hấp dẫn cho các anh chị bạn nha rồi ok, cảm ơn các bạn và anh chị rất nhiều đã theo dõi và quan tâm hết cái video của mình thấy những cái uh, chia sẻ của mình hữu ích thì các bạn và anh chị cho mình một cái like, một cái share cũng như thả mình một cái tim dưới phần bình luận nha anh chị bạn. Và... Cảm ơn các bạn và anh chị rất nhiều và chúc mọi người một buổi tối thật nhiều vui vẻ và nạp lại năng lượng để chúng ta chuẩn bị chiến đấu tiếp tục vào ngày mai là ngày thứ tư để uh, chứng kiến thị trường có tăng giá về vùng những cái vùng này hay không nha. Rồi các bạn và anh chị nào mà yêu quý bình thì có thể đồng hành với bình tại SI hoặc VBS các bạn có thể mở mới tải đai hoặc vs hoặc là chuyển ngay đi đó chuyển đi thì rất là nhanh rồi các bạn có sẵn tài khoản thì bạn chuyển rất là nhanh rồi các bạn cảm ơn các bạn và chị rất nhiều bye bye và hẹn gặp lại chúc mọi người một buổi tối ngon giấc